Thì em mới kêu là con không tốt, nói chung là con không có hoàn thiện, mẹ tìm con dâu khác. Con không có hoàn thiện, mẹ tìm con dâu khác. Nói vậy luôn hả? Nói luôn vậy. Hỏi anh gì chứ có buồn không? Con dâu này không có hoàn hảo, thích thì đi kiếm con dâu khác đi. Cái em nói chứ trời ơi, con nói vậy rồi mẹ ha, mẹ cạn lời luôn rồi, hết nói luôn rồi. Cái xong mẹ vô phòng luôn đó. Từ đó giờ mẹ giận là không có gì luôn, hết nói chuyện không gì hết. Ý là mình có nói gì đâu, thì mình nói ở nhà. Chồng nàng dâu, xin mời. Chào hai chồng, chào nàng dâu. Xin chào MC Quỳnh Linh. Dạ. Cũng như là MC Lê Lộc. Mình tên là Hoàng Thị Tuyết Nhung. Dạ. Năm nay 53 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp mua bán tự do. Dạ, em xin mời chị ạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, MC Lê Lộc. Dạ. Con tên là Lê Thị Duyên, năm nay con 26 tuổi. Dạ, con đang làm chăm sóc khách hàng tại phòng khám đa khoa Bình Long, Bình Phước. Chị có mấy cô dâu rồi? Mình mới có một con dâu. Một hả? Nói chung là chắc cũng có một rồi, tại vì có một trai. À, con trai một luôn hả? Một trai thôi, nhưng mà có được hai cháu gái. Wow! Đó. Chị nhớ xem cái lần đầu tiên mà con trai dẫn con dâu tương lai này về đó, thì chị ấn tượng điều gì với cô gái này? Cũng có một chút xíu ấn tượng là lần đầu tiên về thấy sách quà về đó, thích. Cái lúc mà gặp lần đầu tiên với cái lúc mà ảnh nói là ảnh sẽ lập gia đình là khoảng bao lâu cô? Nó dắt về là bắt đầu nói luôn á, là tới ngày lập gia đình luôn á, là có tháng à. Lần đầu tiên về là coi như là kêu lập gia đình luôn đó chị. Về là nói đó, lần đầu tiên về là nói liền luôn. Có nghĩa là nó đã thông báo với cậu gì rồi, anh em ở trong nhà về nhà luôn đi, sẵn là nói luôn, tại vì bạn nó bạn gái nhiều lắm, nó cũng đào qua, cho nên là mình cứ nói là nếu cưới thì dẫn về. Nhưng nhanh quá. Đúng rồi, nhưng mà lúc mà nghe gọi là mẹ chồng tương lai đi thì chị có lo không? Không, em chẳng nghĩ gì cả. Tại vì trước khi về nhà là đúng rồi, chủ cưới là cưới, không có nghĩ gì hết á. Hay vậy ta, chắc là cái duyên nó đến đó. Chị làm dâu được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi chị. Dạ, 4 cưới năm 2019 rồi. Nhưng mà chị có nhớ lại cái lần đầu tiên khi mà chị gặp gọi là mẹ chồng tương lai không? Có chứ chị. Lúc mà chở qua nhà xong, em thì mặc chiếc váy tay dài này, body tay dài. Dài đây đâu dám mặc đồ hở đâu chị, tại lần tiên dặn về ra mắt mà. Vừa bước vô cổng thấy mẹ chồng mà áo sát sát đây này, ngắn cũng đây này. Trời ơi, bói. Trời ơi, gì mà sexy vậy? Ai vậy? Sao nhìn chéo vậy? Cái chồng em giới thiệu mẻ đó, bảo trời ơi mẹ gì mà trẻ mà sexy à. Xong lại gần nữa, trời ơi da trắng bóc, trắng mà mịn hơn em nữa. Chị bảo chết kiểu này biết sao đây, bảo trời ơi trắng mà trẻ mà sexy nữa. Trời ơi, trời ơi, em nói chung là em ưng đó. Nói chung là mẹ chồng nhiều khi trẻ này kia, nhiều khi cũng tâm lý mình cũng đỡ. Vậy giờ hai mẹ con, mẹ chồng dâu đều sexy như nhau. Cái sở thích đó là hai mẹ chồng là chính xác giống chắc nhau. Hợp hả cô hả? Vậy hả? Rất là hợp. Chủ dạ. Hợp lắm á. Cứ nói tới ăn mặc hay là dài dép hay là bông hoa hay là gì đó, các kiểu là hợp. Nhiều khi á chú biết sao hợp không? Con mặc đồ bộ á, tại vì con ở nhà mặc đồ bộ cho nó thoải mái cho quen. Dạ. Mặc đồ nóng rồi, mặc áo hai dây hay quần sọc đi, mặc cho nó mát. Bảo thôi con mặc đó, miệng mặc mặc. Cứ kêu mặc đồ mát thì mặc áo hai dây đi, hay là mặc áo cúp ngực gì đi cho nó mát. Trời ơi. Hai mẹ chồng sexy đi lạng lạng qua chắc trai nó nhìn dữ lắm luôn. Trời ơi, hốt liền đấy chú, rồi đã cái hốt như hai mẹ con liền. Hốt đó. Hai mẹ con luôn hả? Hai mẹ con mình còn hợp nhau điều gì nữa không chị? Thích làm đẹp, đi mua sắm chị. Có bữa mẹ đi đi cắt nâng cung chân mày này, cắt mí này. Mẹ đi làm đâu ai biết đâu, mẹ làm về mới biết. Mẹ đi làm về xong bảo trời ơi bữa nay mẹ đi làm đẹp, ta không rủ con ta. Bảo mẹ hỏi rồi, hỏi cho là cắt cành mũi rồi có cắt không? Mẹ dẫn lên cắt bảo chứ giờ con tiền đâu cắt, mẹ con bữa giờ đâu còn tiền. Dẫn lên cắt luôn. Mẹ tài tiền. Mẹ tài trợ luôn. Hai người cắt mũi đó hả? Không, con cắt cành mũi thôi, còn mẹ con là làm xương xương, là chỉ có tiêm botox rồi cắt mí nâng cung mày rồi ấy tiêm tùm lum. Tiêm tùm lum. Nói chung là thích vậy đó. Yeah. Thích làm đẹp lắm. Có chỗ nào cắt cái mỏ rồi dẫn người lên cắt nữa. Con là mai cái mỏ mà mỏ con nó hơi rộng. Ủa vậy cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ là hai mẹ con rất là hợp nhau. Thích lắm. Hình như là thích. Hai mẹ con chưa hợp gì chị? Nhà cửa, bếp núc hoặc là cái gì mà không gọn gàng là chưa hợp. Có nghĩa là mình rất là gọn gàng đó. Gọn gàng lắm. Mình thậm chí là quần áo hay là móc hay là đồ tây là đồ riêng là phải ra riêng, mà đồ người nào ra người đó. Mình không có thích là lộn xộn sà bần, tính khi mà bắt đầu nói lấy đồ cái đó chạy đi moi đồ này moi đồ kia. Không thích. Thứ nhất là, thứ hai nữa là nhà cửa bếp núc. Nếu như mà nấu vừa xong là phải lau dọn cho sạch lập tức cái khúc đó. Thì nó có gọn không? Bởi vì nó không gọn, nó không có giống nhau, không hợp cái chỗ đó đó. Nó ngay mắt em nó cũng hơi mờ mờ đó. Nhiều khi mở dầu nó văng mà nó không đeo kính thì nó cũng không có nhìn thấy rõ đâu. Nó cũng nghĩ là sạch, có lao nha. Còn trẻ mà sao mắt con mờ quá. Có lao rồi.
Con cận gần 2 độ mà con không đeo kính. Con nhìn thấy chú không? Có chứ, mờ mờ thôi. Mờ mờ. Mẹ con có la con nhiều vụ đó không? Dạ, nói chung la ít thì không có chứ la nhiều rất là nhiều. La ít thì không có chứ la nhiều rất là nhiều. Ủa gì chị làm gì? Kinh doanh gì vậy? Cô bán rau á, cá mắm rồi đó. Mình chở rồi. Mình đi chở hàng rong á, chở xe máy đi vòng vòng đường bán vậy đó. Trời đất ơi. Ủa? Hồi xưa hả cô? Giờ luôn. Bây giờ luôn hả? Sao chị ăn mặc gì? Ăn mặc sexy vậy? Chở đi bán rau. Có thì lúc nào làm thì khác chứ lúc nào bán thì bán. Ủa là sao là mình có cái xe máy hả? Xe máy. Hồi xưa thì đi xe đạp. À. Nhưng mà sau này cái sanh cặp gái đó, cái bác sĩ không có cho đi xe đạp nữa. Cái đi xe máy. Dạ. Mình treo hết vòng vòng xe, bánh trái vào đầy cái xe. Trời rồi ơi. Mình cứ chở đi vậy đó. Nhìn chị vậy mà chị không nghĩ chị đi bán rau gì luôn á. Em bán được 30 năm rồi đó. Trời hay vậy ta. Với là mình cũng nói chung là mình có gian buôn bán. Dạ. Chứ cái đoạn đường thì đông người bán nhưng mà ai cũng nghỉ hết rồi. Nãy giờ tôi tưởng đâu chị này chỉ làm chủ tiệm thẩm mỹ. Đúng rồi, hay là gì? Hay là chủ spa gì. Thấy sang xịn mịn quá. Ờ nó vậy đó. Chở rau bán cũng tưởng đi làm cơ quan không á, bạn bè mà lâu ngày không gặp đó. Mua xe luôn đó chị chủ. Ơi, mặc đồ vậy mà chở rau đi bán chắc nhiều ông mua lắm. Đúng không? Nó chơi cho vui vậy thôi chứ đi khi mà đi làm đó. Thì nó bùng lầy dữ lắm, chân tay rồi sình đi lựa khoai môn, khoai mỡ rồi các kiểu thôi, vậy đó. Sình dữ lắm. Tức là cái rổ đó có rau, có thịt, có cá. Đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng mà khi mà bắt đầu 9 giờ về, 1 giờ đêm đi, 9 giờ trưa là về là sạch, rồi là sạch sẽ nha. Ủa nhưng mà khi mà con lấy chồng, con về thấy giờ thấy mẹ chồng chở rau đi bán từng nơi không? Ừ, có. Hồi đó trước khi lấy chồng con có biết mẹ con? Dạ không, chồng con chỉ kêu là mẹ đi bỏ muối đồ ăn này kia thôi đi bán. Nhưng mà không nghĩ là chạy chiếc xe cúp, xe DH mà chạy vòng vòng xóm bán vậy đâu. Con không, chưa nghĩ vậy. Thật ra là chú hơi bị bất ngờ đó. Mẹ con ra đường là, mẹ con ra đường là không ai biết là đi bán hàng rong. Nhiều khi mẹ con kêu là trời ơi tôi đi bán rau ngoài đường, bán dọc đường bán hàng rong này, không ai nghĩ. Nhưng mà ý là vẫn là trắng trẻo đẹp lắm. Dạ, nha. Dạ đúng rồi. Thì mẹ con trồng đi mà đi bán vậy sao trắng tươi. Không, không bịt mặt luôn nha. Không hề bịt mặt, thở không có được. Không bịt bao tay bao chân. Không bao tay bao chân như cứ vậy đó, cứ trời biết cô gái bán hàng rong trời. Chạy xe mà vợ nó lá thì có, tại vì nó nắng quá rồi nó lá. Giờ ông làm gì? Ông xã làm thầy giáo. Dạ. Con cô không có người nào phụ hết, kể cả con gái cũng vậy. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Khuya 1 giờ cô đi chợ, cái 3 giờ rưỡi cô quay đầu về đó. Dạ. Cái bày xuống trước sân ngoài đường nè. Dạ. Cái nào thì mình bỏ mối cho quán cơm thì bỏ. Còn cái nào thì hai vợ chồng mà những người mà bây giờ là nó xếp hàng chứ không phải ngày xưa. Dạ. Là ai mà xếp đêm mà xếp thì đặt á. Thì sáng mơ thì ảnh đi xếp treo hết cho nhà người ta hoặc là giao. Còn bao nhiêu là mình cứ chở rong đi và tới trưa và vậy thôi. Là hai vợ chồng làm hết đó chứ mấy đứa nhỏ là chưa nào đụng gì nha. Mình nể phục chị đó. Thương con kiểu như là mình khổ quá rồi đó. Bây giờ tới đợt con thì mình nghĩ trong bụng rằng là cũng như con mình là số nó được sướng thôi, cho nó sướng một chút đi. Chứ bây giờ thấy nó cực quá, tội nghiệp quá rồi, mới mốt rồi mình không còn nữa đó. Rồi nó lớn lên thì nó tự nó lo chứ giờ thấy cũng tội quá. Nhỏ nhưng con. Mà cô đi bán vậy có cô, những hôm mà cô cũng có mệt không? Chắc cũng có mệt chứ đúng không? Có chứ. Tại vì biết sao không? Đêm á nhiều khi là tin nhắn á trễ lắm, 10 giờ 11 giờ tin nhắn vẫn còn á. Mà mình mà không có nhớ tới cái vụ đó hồi quên mệt mà quên á. Sáng mai không có hàng cũng mấy bị la. Mấy giờ là dậy đi bán hả chị? À, 1 giờ kém 15 là dậy. Vậy là cũng như chuẩn bị thay đồ thay đạp rồi là đúng 1 giờ là lên đường đi đó. Công chúa lò lem đó. Sáng đi không ai biết đi bán hàng rong. Nhưng khi về lên đồn cái á là nó khác liền đó chưa? Hú hồn luôn á. Hú hồn chi mén luôn. Cái đó là tại vì cũng như cái sở thích của mình vậy đó. Mình cứ thích là phải đẹp. Lúc nó đi bán thì thấy gớm quá mà về. Lúc mà đi tiệc hay là ngoặt ly đi ra đường khác liền đúng không? Sẽ khác liền. Ý là muốn cho bạn bè nó đừng có cười chê chứ gì hết á. Cười chê ông xã rồi làm thầy giáo mà vợ rồi bê bối này kia. Mình không muốn vậy nên là mình muốn sạch sẽ. Duyên ơi, Duyên có bao giờ thấy mẹ ngã bệnh, mẹ phải đi nghỉ bán bao giờ chưa? Dạ có rồi. Cái công việc của mẹ là thức khuya 1 giờ sáng dậy. Tất nhiên là cái giấc ngủ rất là quan trọng. Mà không ngủ đủ giấc như vậy thì tất nhiên là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Mẹ hay đau đầu này, hay mệt này, hay chóng mặt này kia. Nên mẹ nghỉ bán á. Thì em biết những lúc mẹ nghỉ bán là biết là mẹ bị mệt á, hay là bị gì đó. Dạ cũng hỏi mẹ là mẹ nay không đi bán hả? Mẹ bị sao rồi này kia thôi. À, những lúc mẹ mệt mẹ sẽ nghỉ bán thôi chứ mẹ không đi nổi. Đi chóng mặt dễ bị té lắm. Vậy nhà con có nấu cơm nấu nước lo bữa cơm cho mẹ chồng không? Dạ có chứ, nhưng mà thường thường là những lúc con chuẩn bị ra nấu nướng này kia là con thấy bếp là sẵn xong là mẹ coi như mẹ nấu rồi đó. Đồ đạc giặt giũ phơi đồ các kiểu làm hết. Nói chung mà bọn nhỏ không làm hết trơn. Nhưng mà sao cô không để thử cho Duyên tập nấu để mốt nhiều khi cơ? Duyên nó cũng có nấu chứ. Nhưng có cái điều là hôm nào mệt á mà nằm mà không dậy được á thì Duyên cũng nấu, nhưng mà tóm lại là Duyên nấu nó thức ăn thì nó
không có hợp khẩu vị với nhà này. Tại vì thật sự vậy, em miền Bắc và mẹ miền Nam, mà miền Bắc là chú Linh biết rồi đó, ăn mặn đúng không, ăn mặn quen ở đây, miền Nam cứ ăn ngọt ngọt. Mà con là con cứ nấu mặn, con nấu theo khẩu vị của con. Nhưng mà nhà con vậy ăn. Thì mẹ nấu Duyên ăn có vừa miệng không? Lúc mới đầu về mẹ nấu là em đâu có ăn đâu. Tại vì miền Nam mà chị nấu đồ ăn ngọt quá, ăn không quen. Rồi sao lúc đó mình ăn như thế nào? Nói chung là cứ để riêng chén nước mắm mặn. Có chén nước mắm mặn kế bên. Cứ kế bên là đến giờ cũng vậy. Nhà cũng nấu hay nấu đồ ăn ngọt này kia đó. Cái là thì bây giờ cũng vậy luôn mặn. À tuy rằng nó không hợp nhưng mà mình điều chỉnh là tí xíu cũng không có gì. Rồi cũng ăn cũng xong. Rồi ví dụ mình ăn không ngon thì mình ăn ít, còn mình ăn ngon thì mình ăn nhiều. Thử bữa nào mình làm trải nghiệm chơi bữa đi, mình nhìn vào ánh mắt của mẹ chồng mình sẽ thấy được rằng là mẹ chồng rất là hạnh phúc luôn. 4 năm rồi chứ đâu có phải còn ít ỏi gì đâu. Nhưng mà con cũng lo cho Duyên là không biết, tại vì nhiều khi cô cũng kỹ tính. Duyên làm rồi không biết có vừa ý cô không. Ủa đâu phải mẹ chồng không làm, không vừa lòng là mình không làm luôn đâu. Nếu mà chúng ta chinh phục được mẹ chồng đó, bởi vì giờ nó giống như người bạn nhau rồi, có không vừa ý thì cũng la một tiếng rồi thôi đúng không, cũng đâu phải lấy đâu, thì mình làm sao có thể có bữa nào đó mẹ vừa ý, mẹ chồng vừa ý với mình thì mình cũng hạnh phúc vậy chứ đâu. Không lẽ giờ mình sống cả đời mình chưa làm điều gì cho mẹ chồng vừa lòng hết hay sao, vừa ý hay sao? Sao cô hả, nhiều khi cô cũng thương con á, cái cô cũng muốn làm. Hai vợ chồng ví dụ như là sáng là 6 giờ là bắt đầu đi á, là chạy xe đi rồi đó. Dạ. Thì ảnh ở trên nhà thì 6:30 và 7 giờ ảnh cũng đi trường luôn rồi, với hai chồng đi luôn rồi đó, không còn ai. Là mình lo là ăn uống hết rồi mình mới đi. Thì sáng mơ ví dụ như dặn mấy đứa nhỏ, sáng mơ là mà đứa nào muốn ăn món gì thì nói mẹ, tối mẹ để lại thì mẹ đi bán mà. Dạ. Muốn ăn bún thịt nướng hay bánh ướt hay là cái gì đó, cam bánh gì đó không biết thì cứ nói đi, cái mẹ để trên bàn nó sẵn là vậy ăn. Chứ tại vì nó có dậy sớm đâu, nó dậy cái tới giờ đi làm luôn rồi. Mà hai vợ chồng dậy, hai chồng muốn ăn gì thì hai chồng cũng tự ăn. Rồi ăn rồi chiều việc người nào nấy làm. Rồi chiều, chiều gia đình mình chắc cũng có ăn cơm chiều chung chiều, với nhau. Chiều, ăn cơm chiều. Chiều ăn cơm chiều thì nó 5 giờ nó mới về, mà ở nhà này 4 giờ chuẩn bị nấu. À. Sướng quá. Nhưng mà biết rồi. Sao nhiều khi về tới nhà nó đói lắm. Dạ. Đi làm nhiều khi nó cũng áp lực, nói gì chứ cũng áp lực đó chứ. Dạ. Về nó đói cái có cơm rồi sẵn vậy đó, về cái nó nhiều chiều hôm qua chuyện kia đó về, mẹ mẹ cơm còn, con đói con chịu hết nổi rồi. Con chịu hết nổi rồi. Đó thì cơm nấu rồi thì giờ chỉ ngồi ăn thôi. Ủa là cháu làm sao? Dạ ông bà giữ. Ông nội bà nội giữ luôn. Là bà có nghĩa là bà ví dụ 1 giờ dậy đi lấy hàng bán xong bà đến sáng 9 giờ về, về xong bà lại trông cháu. Còn mấy đứa nấu ăn gì trong dạ, cháu với một đứa, một đứa trai à. Rồi vậy con nói chung là về nhà đó ông bà lo hết rồi. Dạ lo. Từ cuộc sống của con cho đến cuộc sống của con luôn. Thì nói chung luôn. Là lo hết rồi, không có lo gì chứ. Tiền bạc gì cho mấy đứa làm là để dành tiền, để dành tiền xài hết chứ cũng không có bắt đưa tiền luôn. Là hai vợ chồng làm như là lo cho cháu đi con. Đi làm là mẹ không kêu là một tháng là vợ chồng phải đưa mẹ bao nhiêu nhiêu không. Mẹ kêu là làm được nhiều cứ giữ đi, cất đi. Hay là xài gì xài, không cần đưa mẹ đâu. Còn ăn uống là muốn đi du lịch hay đi đâu nói mẹ một tiếng là mẹ dẫn đi. Mẹ khỏi cần phải chi đồng nào hết đó. Vậy con có hai chồng lo hết đó. Vậy con đâu có chuyện gì, con có chuyện gì buồn mẹ không? Dạ có, nhưng mà có ít thôi. Mâu thuẫn gì con? Cái hôm đó là con đi làm. Tại vì con thường đi làm là con sẽ đem cơm đi làm ăn. Tại vì là mấy tiệm cơm tấm ngoài là nấu ngọt con cũng không ăn được á. Con đem đi làm ăn, cái hôm đó không có đem cơm. Gần trưa cái chồng con mới điện thoại là em ăn cơm không? Để mẹ nấu rồi anh đem lên cho. Cái con kêu là có, tại vì con nghĩ lúc đó là đang nấu rồi. Cái 11 giờ là con nghỉ trưa rồi. Cái 11 giờ vẫn chưa thấy đem cơm lên. Đói bụng quá tại sáng chưa ăn gì hết. Sáng đi bộ chưa ăn. Cái hơn 11 giờ vẫn chưa thấy đem cơm. Cái con vừa bực mình vừa đói nữa, con tóc qua kia mua gói mì ăn. Ăn xong rồi con nhắn tin cho chồng con là anh khỏi đem cơm đi, tại vì em ăn mì rồi. Cái chồng con không đọc tin nhắn. Cái đem cơm chạy đem cơm lên. Cái xong rồi con mới kêu ủa em nhắn tin anh không đọc hả, mà còn đem cơm lên. Cái chồng con ủn ra đi một mạch luôn. Ủn đi cái không thèm nói gì luôn. Cái về đến nhà cái mẹ chồng con mới điện thoại lên bảo ủa Duyên sao chồng con đem cơm lên mà con không ăn mà để nó đem về, nắng nôi tội nó. Cái con chưa kịp nói gì cái mẹ chồng nói tiếp, kêu là con có biết là mẹ đi làm về mệt, mẹ còn phải vội vàng tranh thủ nấu cơm nấu đồ ăn để cho chồng con đem lên cho con. Mẹ còn chưa ăn gì, cả nhà còn chưa ăn gì nữa. Sợ con đói đem cơm lên trễ một xíu mà con làm gì, con giận không ăn cơm vậy, con thấy con có quá đáng không. Cái mẹ tắt máy cái rụp. Trời ơi tự nhiên con bị tức á. Con tự nhiên nước mắt con trào ra, con tức con khóc luôn. Xong rồi con mới nhắn tin chồng bảo ủa tự nhiên anh nói mẹ chi để mẹ la em. Cái chồng con kêu là
anh không còn nói, chồng con chưa kịp giải thích xong con chặn Facebook, chặn Zalo, chặn số điện thoại. Con chặn hết. Cái xong con về cái hồi tối đó con nhắn tin, con nói là tại sao mẹ la con mà không, mẹ không hỏi kỹ lại con, là tại vì con check camera rồi, con thấy Chí ở nhà nên con mới kêu là khỏi đem cơm, ai biểu không đọc tin nhắn chi, giờ mẹ la mình con vậy không có được. Con nói như vậy đó. Cái mẹ kêu là dù gì con cũng thấy tội, nó không nắng nô đem cơm cho con mà con như vậy, mẹ không biết đâu. Con nói nó thì nó đang giận con đó. Bảo dạ con biết rồi, nếu con sai thì con xin lỗi mẹ, còn chồng con thì để chuyện vợ chồng con nói riêng. Chỉ có buồn vậy thôi đó hả? Buồn vì bị chửi mà không nói được gì hết á. Cũng thương cho duyên, nói chung là mình hiểu lầm nhau thôi, nhưng mà thương mẹ đây thương mẹ nhiều hơn. Chuyện là sai là chồng con sai thôi. Dạ đúng rồi, tại không biết đọc tin nhắn. Nếu mà chú đứng ở giữa thì thấy là con cũng sai. Đúng là chồng phải là người giải thích. Vừa đi bán về là biết rồi đó, quá trời mệt luôn rồi. Mà vô nhà cứ lật đật luôn nấu cơm cho cả nhà ăn kỳ vậy đó, không hiểu sao cái sốt mình cực. Nhưng mà chưa làm nữa thì nhìn lên lấy cái thấy y cái comment á, bên giữa cơm nằm úp y chang ở chỗ cũ luôn. Kiểu ủa Chí ơi, sao thằng Duyên sao không dỡ cơm hả con? Thức ăn có đem vô rồi mà chỉ về trễ chị đâu có nấu được. Chỉ muốn để cho chị làm, chị đem theo cái khẩu vị vậy thôi. Thế là nó đâu có đem đi, mà mình để ý đến mức độ mà về thấy comment luôn đó. Nó cứ kêu nó xuống liền, ủa sao không đem cơm vậy con? Cái nó cũng nói là vậy, cũng trễ vậy đó. Cái vậy mẹ nấu, để mẹ nấu, mẹ nấu. Nấu liền, trời ơi, Lê Lộc biết hả, mình nấu lật đà lật đật nấu. Nấu xong điện đang đem lên cho ăn. Với lại sẵn, cũng sẵn tiếng đường nó đi mua đồ thôi, đem lên cho ăn để trưa không có cơm. Đó vậy. Nấu mình dở xong xuôi mà đang hai mẹ con đang lui cua dở cơm vô rồi nè. Chỉ nhắn tin, mà nhà có camera thì thay gì điện nó. Chứ bây giờ nhắn tin nó biết là thằng này đang đứng ở nhà đó, nhưng mà đâu có coi điện thoại. Thì đã hẹn là đều đem lên. Thế là hai mẹ con mới lui cui, người thì dở cơm, người dở canh, dở thịt vô comment. Lập đập nhỏ sách chạy lên thấy nó em ăn rồi. Thằng nó nóng, tính nó nóng nào giờ mà không phải biết tính chồng nóng nữa. Thì thay gì thôi lỡ đem lên, thôi đem vô mình không ăn thì từ từ chiều mình dễ cũng được rồi, từ từ giải thích sao đúng không, mình khôn thì mình phải vậy. Nói em ăn rồi thằng này nóng quay đầu chạy nước về luôn, vậy sách lên vậy để cái gạch rồi ơi. Ức nữa đang đứng ở nhà thấy comment, ủa cái gì nữa, mình chưa ăn uống gì mình nấu cho nó ăn trước thiệt chứ. Mình nói thiệt mình cương cưng lắm, nói thiệt không nhờ mình biết giận ghét, giận chút xíu mình bên rồi cưng lắm mà hả, ủa sao kỳ vậy. Nó ăn rồi, thằng kia trả lời một câu gọn lỏ, nó đang tức nữa. Tức không, mình cũng tức, bóc điện thoại đi, đưa điện thoại mẹ rồi. Ủa sao Duyên la liền, ủa con sao mà con kỳ vậy, con làm mẹ không, mẹ không thái độ đó là không được rồi. Con đâu có biết ở nhà người ta lật đà lật đật người ta nấu đâu, ta cực khổ ở nhà mà nó đâu có biết. Mẹ thương cái gì mình cũng lo hết trơn, ăn uống ăn cái gì hết á, ăn cái gì cũng chừa. Nói thiệt mua trái mua mà mua 5 trái riêng, cả nhà ăn 3 trái cũng chừa, nó riêng trái. Có bao giờ chị la nó dù con cái này kia không? Có chứ, con cái là phải gọn gàng sạch sẽ, đồ chơi xong là phải xếp ngăn nắp đồ đạc của chị con. Chị chăm sóc là chính nên nó chăm sóc ít hơn đúng không? Hai chồng này chăm sóc chính chứ vợ chồng nó đâu chăm sóc chính đâu. Vậy đó hả? Thì nó đi riết từ sáng tới tối mà. Sanh từ 6 tháng là giữ luôn tới giờ đó. Nó có bao giờ mà con không vừa lòng với cách chăm sóc của mẹ chồng với con của mình không? Con thì lại hơi kỹ tính một xíu. Mà mẹ con thì thoải mái quá. Hồi đó thì hơi kỹ, mẹ chồng kêu ủa kỹ làm gì cho mệt ra, vẫn bệnh vẫn đau này kia hoài đó. Cái từ đó giờ cái con bình thường cứ đa số là ông bà chăm nên thôi, cứ để cho ông bà chăm, ông bà coi. Nhiều khi á con của con nó không chịu ăn uống á, tính của con á là con của con mà không ăn á, ông ăn nhịn đi, khi nó đói là sẽ tự ăn, là con như vậy. Bố mẹ chồng kêu con Duyên á, con nó không ăn cái nó cho nhịn luôn, là ông bà sẽ ép ăn, ép cho ăn bằng được, ăn hết. Còn con là con cho nhịn. Thôi giờ con cãi nhau gì đó với mẹ chồng không? Dạ không, không có cãi hết à. Nhưng mà hai vợ chồng này tự quyết định cho ăn luôn. Chứ bây giờ hỏi chứ con mà nó không cho nó ăn, nó làm sao nó đầy đủ sức đề kháng nó chứ. Nó còn nhỏ mình cứ ăn theo, nó ăn theo sách vở hả. Nhiều khi nó nhỏ nó có biết ăn, rồi nó ăn không được rồi nó nhịn chết nó chứ còn. Bởi vậy hai chồng chăm sóc tới bến tới bờ luôn. Cái gì cũng phải cho ăn, cho nó biết không ăn nhiều cũng ăn ít, để cho nó khỏe mạnh chứ. Có bao giờ bực mình nó ở chung mà nó không làm gì chứ mà nó còn góp ý này kia không? Đâu, nó cũng đâu góp ý gì đâu. Ví dụ trong con rồi đó, được cái im re, nói sao cũng im re. Họ được cái nước đó nha, cái cỡ mà trả lời cho trẻ trẻo chắc cũng mệt à. Nó không có trả lời, thiệt sự nó im vậy đó, nó cứ nằm chơi vậy đó. Đi ru nói nó có nghe nhưng mà nó cũng nằm im, nó không trả lời. Từ trước giờ không thấy trả lời luôn. Nên cũng ngoan, được cái nước ngoan đó. Có những người là có sai mà cũng ngoan. Có những người mà càng la nó không trả lời là càng tức á nha.
nói chung là này không có tức, kiểu như mình cứ mình coi như là cũng như bạn bè vậy đó. Yeah. Tao nói ô tao nói mày mày không nghe thôi đi mệt quá cái thôi luôn. Nhưng cái quên. Có bao giờ cô giận duyên chuyện gì không cô? Có chứ, cô cũng giận chứ. Cái đợt sau cùng này là có giận giận tới mấy ngày luôn không nói chuyện ở chung nhà mà mấy ngày không nói chuyện. Dạ đúng rồi. Đó, nếu mà so với mình á là chuyện vậy là mình thấy nó nặng nề. Tại vì chị biết sao không, em đi làm về xong rồi em có cơm nước rồi mà em chưa có hâm lại đồ ăn hoặc nấu đồ ăn, rồi thùng rác này kia nhà cửa chưa dọn á, mà thằng cu em là nó kiểu như nó ngủ không đủ giấc, nó dậy nó quấy cái nó đòi đi xe, em mới chở đi xe, xong bắt đầu là em là nhà cửa là cái việc đó chưa làm, cái mẹ mới đi từ viện mẹ đi về, lúc đó em đang cho thằng cu ngủ, cái mẹ mới nói chồng là ủa sao Duyên ở nhà nó không dọn dẹp nhà cửa này kia. Và chồng em mới vô kêu em ra mẹ nói chuyện một xíu, cái lúc con cho thằng cu ngủ con kêu là ủa mà chuyện gì, tại vì đang cho con ngủ, cái bảo thì em cứ ra đi, có gì đâu nói anh đi ra đi. Cái chồng mới hơi cọc lên kêu thì mẹ đã nói em ra mẹ nói, cái rồi con vẫn không chịu ra. Cái xong chồng vô tiếp bảo hỏi giờ em có ra không, bảo là con kêu là ủa có gì mà nói. Cái chồng kêu em đừng có vậy, em cái la lên bảo em có ra không, anh để im cho con ngủ sao anh la làng lên vậy. Cái xong rồi con mới đi ra, chồng con kêu là sao nhà cửa này kia mẹ hỏi là sao em chưa làm mà em không chịu ra. Cái xong rồi con tức, cái con ứa nước mắt, con la lên, con la luôn á. Con la lên ủa con làm rồi, con nấu cơm rồi, con làm rồi sao tự nhiên mẹ về mẹ cứ la con, mà trong khi nhà có người mà đâu, cái chuyện gì mẹ cũng la mình con là sao. Mẹ mới kêu là con đi làm về con có làm gì đâu mà cái việc nhà cửa mà con cũng không làm được. Cái xong rồi em mới kêu là con không tốt, nói chung là con không có hoàn thiện, mẹ tìm con dâu khác, con không có hoàn thiện, mẹ tìm con dâu khác. Nói gì luôn hả? Nói luôn vậy hỏi với anh gì chứ có buồn không? Con dâu này không có hoàn hảo, thích thì đi kiếm con dâu khác đi. Cái em nói chứ trời ơi, con nói vậy rồi mẹ ha, mẹ cạn lời luôn rồi, hết nói luôn rồi. Cái xong mẹ vô phòng luôn đó. Từ đó giờ mẹ giận là không nói chuyện luôn, hết nói chuyện không gì hết. Ý là mình có nói gì đâu, thì mình nói ở nhà dọn dẹp vậy đi, thí dụ như không dọn dẹp thì kêu chồng hay là có thùng rác thì để nói cho nghe, nhà thì có làm gì đâu đó biết rồi đó, việc nhà không có vườn tường vậy, chỉ việc nhà thì mình thấy nhà cửa nó dơ mà đi nuôi bà ngoại em biết rồi, trời ơi nó mệt các kiểu. Có hồi đi bán về nhà nấu cơm xong dở nước cho bà ngoại nằm bệnh viện, rồi bắt đầu ở dưới đó với bà đâu có được ngủ, cũng thức đằng canh đã rồi 6 giờ chiều mới về. Thì tới nhà thì nhà cửa nó tèm lem đó, là mình ra không có thích bê bối là cũng phải không biết đâu, phải không biết. Ví dụ làm không được á thì ý là con phải kêu vào chỉ anh coi anh phụ em quét nhà cửa dọn dẹp để mẹ la đó, mẹ hay la nó không làm đi vô nằm, chứ đi chơi thì cho con nó ai em chở nhà này, nó không có nói nhà mình cũng chở thấy mộ đi chơi đó, chứ nó đòi đi mình cho đi như vậy thôi. Nhưng mà chị nó chỉ có nói câu là con dâu này không có hoàn hảo, thích thì đi kiếm con dâu khác đi. Thì hỏi em mình nên kiếm dâu nào, kiếm được hay sao vậy? Nếu kiếm được thì đâu tới nó đâu, kiếm trước rồi. Nếu mà thằng con trai mình nó đồng ý thì không tới con này làm dâu đâu, thiệt sự. Nếu mà nói thì con dâu mà mình chấm điểm là hơi bị ngon đó, mà nó có chịu đâu mà mình chấp. Con dâu bây giờ nó lựa chứ mình lựa đâu, nó chọn chứ. Bây giờ nó đặt đâu mình ngồi đó đúng không? Đó, nó chính xác là vậy luôn. Thì thành ra mình cũng buồn vậy thôi, mẹ cạn lời không còn gì để nói luôn. Nhưng mà nhắn tin nha, giờ mẹ cái nó cũng xin lỗi rồi, có nhắn tin xin lỗi chứ không nói chuyện. Nhưng mà đi làm á rồi nhắn tin xin lỗi con lỡ lời này kia có. Bây giờ chị giận quá chị nói tao hết chịu nổi tụi bay cho ra riêng ở không? Trời ơi có chứ. Thì đó cũng cho ra riêng. Nói giờ mẹ nói như vậy, giờ kêu như vậy. Tại vì nó vợ chồng nó thì nó cũng mâu thuẫn những cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tụi nó mâu thuẫn nhau. Thì vợ chồng mình cũng nói luôn thôi, giờ là giờ tụi con mà đã chấp nhận thương nhau rồi á thì nghèo khổ hay cái gì cũng con cũng phải chấp nhận. Chứ đừng có gì có chuyện một chút xíu à vật chất hay tiền bạc hay tình cảm gì không biết rồi tụi con hay cấu xé với nhau, rồi bố mẹ ở trong nhà này á nghèo thì nghèo chứ không phải vui, còn mà cứ gây gỗ là bố mẹ không thích. Thôi bây giờ ý của bố mẹ cho tụi con ra riêng, tụi con đi ở riêng đi để tụi con biết lo với người ta, chứ tại sống chung bố mẹ cũng lo quá rồi. Nhưng mà rồi 9 giờ đêm nó lôi cái đầu mình dậy, nó suy nghĩ, nó ngồi nó chi thằng chồng kêu vợ em tính làm sao em làm sao anh cũng chịu. Bây giờ nó vậy, 9 giờ đêm lôi đầu mình dậy. Rồi nói gì cô? Nó nói mẹ ơi mẹ dậy đi rồi con nói chuyện mẹ nghe. Giờ nó giờ tính nói gì nữa? Là đi đúng không? Đi đúng không? Đâu có không. Giờ, dễ gì nó đi. Dễ giờ cứ đi con vợ chồng đó. Con ở đây bố mẹ luôn, không đi đâu. Không đi đâu chị. Đó nó có chịu đi đâu. Nó không đi đó. Ủa sao tự nhiên quyết định đi? Mẹ đuổi đúng không? Nhưng mà mình mẹ đuổi mà không. Ý là đuổi cũng đi. Con ra riêng đi. Tụi con lo làm ăn với ta. Nhưng mà hai vợ chồng nói với nhau cái gì mà tự nhiên em nói là anh sao? Giờ mẹ kêu hai vợ chồng nó ở riêng sao? Em sao anh sao cũng được. Anh sao cũng được, em muốn sao anh cũng chịu. Vậy thôi ở đây.
Ở đây ở xuống quán rồi đó, xin vậy mà nó xuống lắm, thiệt nó xuống, ai mà xuống bằng đâu thiệt. Bây giờ chúng ta mời hai nhân chứng vô. Hai người đàn ông ạ. À? Rồi mời hai người đàn ông trụ cột trong gia đình vô đây nào. Chào chú. Rồi. Dạ con xin mời chú. Rồi chào anh. Dạ chào anh. Dạ. Rồi chào con. Dạ. Chào chú. Rồi. Mời hai người đàn ông vô đây nào. Anh dạy cấp mấy anh? À, tôi dạy cấp 1. Thật ra mình người đàn ông mình cũng sót cho vợ mình chứ. Đúng ra người ta lấy cưới dâu về đó thì dâu phải làm dâu, nấu cơm, nấu nước, lo này kia, nhưng cuối cùng lấy dâu về mình làm dâu ngược lại nữa. Rồi con trai nè. Dạ. Mình thấy mẹ mình vất vả quá mà vợ mình không có thể giúp được gì thì mình nghĩ sao? À, không phải là không giúp được mà tại công việc của vợ cũng đi cũng sáng sớm mà con nhỏ nữa, đêm thì nó hay đòi mẹ nó quấy nên là nhiều khi cũng cực, cái đêm sáng là không dậy sớm được. Rồi đi làm cũng áp lực, nhiều khi về thì cũng phụ á, nhưng mà thường mẹ cũng hơi kỹ tính nên là phụ nhiều khi không đúng ý. Hôm nay á là trước mặt ba mẹ nè, con muốn nói gì với vợ, muốn nói gì với mẹ với ba con không? Dạ con trình, con cũng muốn nói với bố với mẹ, nói chung là hai người cũng giảm bớt làm lại, dù như bố mẹ không làm thì tụi con cũng làm được, chứ không phải là mẹ cứ nghĩ là tụi con không làm được. Tụi con lớn, em con với em với vợ cũng lớn, làm được hết việc trong nhà hết, nhưng mà ý là tại là chưa đúng ý mẹ lắm thôi, chứ nếu mà làm để người ngoài nhìn vô thì sẽ là làm được. Còn với vợ thì nhưng mà mong vợ là nên lắng nghe góp ý nhiều hơn, ví dụ như bố mẹ hay là anh góp ý thì nên là nghe, chưa góp ý là đã nghĩ mình đúng rồi, nên là nhiều khi khó để nói chuyện cái đúng cái sai. Chỉ mong là như vậy để cả nhà vui vẻ thôi. Mẹ có dặn dò gì con dâu không nè? À, sẵn có nhờ chương trình thì cũng lắng nghe mẹ nói là con á, thì mẹ chỉ có muốn là sống chung trong nhà thì chị em trong nhà là phải hòa đồng với nhau, rồi phải vui vẻ, chứ mẹ chỉ có sự vui vẻ. Chứ bây giờ đói thì nó có đói, nó không có đói nữa, mẹ lo hết rồi không có đói gì hết á. Bây giờ chỉ có cần vui vẻ, nhà cửa sạch sẽ, mát mẻ, đi làm về là cứ tắm rửa thoải mái rồi ăn uống, có cơm có cháo sẵn ăn uống vậy đó là thoải mái, đừng có vợ chồng đừng có giận hờn với nhau nữa. Có cái chuyện gì thì cứ nói với mẹ với bố cũng được, hoặc là em út cũng vậy nữa, nếu mà có chuyện gì cứ nói với bố mẹ giải quyết hết, bố mẹ sẽ nói cho nghe, hoặc là em nó có sai cũng vậy thì mình làm chị mình cũng sẽ nói được hết, vì mấy đứa em nó ngoan lắm. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì giống như là con trai góp ý vợ rồi, góp ý với cả nhà rồi, cứ thế mà chúng ta hoàn thiện hơn thôi. Chứ giữa mẹ chồng dâu cũng không có gì nó căng thẳng lắm đâu. Mà chú nghĩ rằng tụi con cũng lớn rồi, tụi con cũng biết cách vấn đề làm mẹ, phải tạo điều kiện cho, chia sẻ với mẹ, rồi làm con của mẹ, phục vụ cho mẹ này kia chứ. Thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân. Hay á. Hay. Rồi. Yêu thương nhau nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Vui. Chúc gia đình ngày càng phát triển, thành công. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn gia đình đã chia sẻ câu chuyện. Chào hai MC Huỳnh Linh và Xuân Lộc và Lê Lộc dạ. Xuân Lộc là Long Khánh. Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Tên tôi là Phạm Thị Bền, dạ. Năm nay 60 tuổi, ở quận Bình Tân, dạ. Thành phố Hồ Chí Minh. À, ở gần đây mà. Dạ. Dạ. Hôm nay cô cứ thoải mái nha. Xem Lê Lộc với Huỳnh Linh như là người trong nhà thôi. Vâng. Hình như lần đầu tiên cô lên sân khấu đúng không? Đúng rồi. Lý do hôm nay tại sao mình lên đây ạ? À? Bởi vì hâm mộ Huỳnh Linh và Huỳnh Linh và Lê Lộc. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ. À, em tên là Vũ Thị Hậu. Dạ. À, năm nay em 39 tuổi. À, em ở Bình Tân. Hiện em tại... làm dâu mẹ được, dạ, bao lâu rồi? Em làm dâu mẹ được 22 năm. Oh. Trời ơi. Oh. À, nhà mình có mấy bé rồi chị? À, chị có 3 bé. À, dạ. Mẹ rồi. Cô nhìn cô trẻ lắm đó cô. Cô thoải mái lên ha. Hôm nay cô vui không? Có. Cảm giác phi trường như thế nào? Cảm giác phi trường hoành tráng. Phi trường của nó phi trường. Cô sao vui cái này cũng giống phi trường luôn. Họ sân bay luôn. Thì trên sân bay cũng được mà. Lấy lái cho nó vui. Dạ vui, dạ. Lấy cho nó vui ạ. À, cô làm nghề gì cô? Cô là nội trợ. Nội trợ, trước khi làm nội trợ cô trước làm gì? Trước kia thì cô làm bên đổi tiền nhân dân tệ.
À đổi tiền á hả? À, là cô... người nghề tự do. Dạ nghề tự do. À. Cô trẻ thiệt đó nha. 60 không nghĩ 60 luôn á. Dạ nhìn cô trẻ Nguyên Linh luôn. Cảm ơn cô đã đến đây tham dự chương trình. Bây giờ hôm nay mẹ chồng nàng dâu cũng 22 năm rồi ha. Dạ. Mình có thể trao đổi, biết đâu trong đó có những cái một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ mà mình quên để ý, hôm nay mình sẽ khắc phục. Đồng ý không cô? Đồng ý. Cô cho cô quyền cô con dâu nói không? Cho con dâu nói trước. Nói trước luôn hả? Ok. Vậy thì em được hỏi chị là cái ấn tượng lần đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng á. Thì ấn tượng lần đầu tiên gặp mẹ thì cũng thấy cũng hơi lo sợ. Thấy nhìn mẹ thì cũng hơi dữ. Nhưng mà khi nói chuyện tiếp xúc ấy, thì thấy mẹ thoải mái, dạ. Rồi dễ tính, không có khó khăn gì. Khi mà trước khi về gặp mẹ chồng chị có nhắc cho chị những cái điều mà cần phải nhớ không? Ví dụ là về nhà phải làm như thế nào để lấy lòng mẹ hay là biết cái tính tình của mẹ như thế nào á, thì có nhắc cho chị trước không? Không, cũng không nhắc gì, tại vì lúc đấy cũng còn trẻ. Cũng không anh ấy cũng không có nói gì cả chị. Cô lần đầu tiên gặp mặt con dâu đó, cô cảm thấy cô dâu mình là người như thế nào? Lần đầu tiên ấy thì là về con trai tôi nó có kể chuyện. Nó bảo mẹ ơi, bố mẹ ơi, bây giờ con đã thương cô Hậu rồi. Thế là bảo mẹ có biết không? Bảo mẹ thì con cứ nói con nhà ai thì mẹ sẽ biết. Thế bảo chị Thơm, thì bố thì biết anh chị Thơm. Bảo thế phải biết. Thế là bây giờ con đã thương Hậu rồi thì thôi mời bố mẹ hôm nào mà có thời gian ấy thì bố mẹ sang hỏi, sang giảm ngó để nói với bên nhà gái hộ cho con. Thế bảo được rồi, lúc ấy thì tôi cũng còn trẻ, có 37, 38 tuổi tôi đã lên chức rồi. Thế là mới sang. Thì lần đầu tiên là con nó dẫn sang. Nói đến cái bên xui ra thì cũng có thể biết được rồi. Biết tên tuổi nhà đấy rồi thì sang thì bắt đầu mới thấy cô con dâu thì bước ra thì nhỏ lắm. Thế tôi mới nghĩ bảo là sao à, thấy con dâu mà nhỏ mà trông dễ thương thế, không biết nghĩ trong bụng là không biết là về con đã có biết làm cái gì không. Thế bé quá mà trông cũng dễ thương. Lúc ấy thì tôi rất vui. Nói chung là cái phần vui thì là nhiều hơn cái còn sợ. Đấy. Thấy thì dễ thương quá hả? Đấy nó dễ thương. Rồi cô suy nghĩ là không biết nó biết làm gì không? Cũng suy nghĩ. Rồi về nhà đời ngày đầu tiên nó có biết làm gì không? Ngày đầu tiên ấy thì cháu nó cũng về cái thì riêng ấy thì tôi cũng là nói chung là nói bó gọn và là tôi không có chọn con dâu. Nói chung là con thương ai là tôi giải quyết liền. Thế là nói cái là tôi về tôi thấy là bé nó cũng ít tuổi nhưng mà cũng biết việc nhà là gọn lắm, sạch sẽ mà còn nắm chút của tôi kỹ rồi, nhưng mà em nó là còn kỹ hơn tôi cơ. Thế đâm ra là về cái chuyện nhà cửa hay là cơm nước thì tinh tương là tôi không có phải dạy bảo. Cái chuyện đấy là tôi cũng nhàn. Thế nói chung là trúng số. Có dầu gì trúng số. Đây nè. Trúng số. Sau một cái thời kỳ hôn nhân á thì có thể nói nó cũng rất là dài rồi. Những cái điều gì mà em hợp nhất với mẹ chồng của em? Dạ em hợp nhất với mẹ là cùng mẹ nấu nướng những cái bữa ăn ngon gia đình. Dạ. Tức là hợp về ăn uống á hả? Ăn uống. Cô thích món gì? Có thích món canh cua. Canh cua. Cà pháo. Ồ, món gì nữa cô? Chân giò, giả cây. Em thích món gì? Dạ, em thì hay nấu, hay thích món miến gà. Món gì nữa? Miến gà rồi làm chả giò. Hai mẹ con hai món, bốn món khác nhau. Không, cũng... Vậy mà nó hợp nhau gì ăn không? Canh cua cũng hợp thế này. Cũng hợp canh cua đấy hả? Vậy cô cũng thích ăn miến gà luôn. Có. Vậy thì không biết là cái những điểm nào mình chưa hợp cô? Hợp ấy thì... hỏi cô hả? Dạ, cô chưa thì hợp. Cô chưa hợp á? Chưa hợp á thì nói chung là cô thì cũng chưa có hợp. Cô thì cái tính cô ấy thì cô thích là ấy, kiểu đi làm về ấy thì vui vẻ. Thì thế thôi chứ còn ngoài ra là cô chả có cái gì cả. Em nó thì cũng về cái là thấy vui vẻ là cô vui rồi. Thế không biết là trong 22 năm đó là mình có những cái câu chuyện gì mà xảy ra là khiến gia đình phải xáo trộn hay là mâu thuẫn với nhau chưa cô? Nói chung là có một hôm ấy em nó đi làm về. Dạ. Thì tôi thì cũng không có biết là cái khăn ấy là khăn nào khăn lau chén mà khăn nào khăn lau bát. Khăn nào lau bếp. Thì tôi mới cầm cái khăn lau chén tôi lau. Dạ. Thì đến lúc về cô dâu ấy thì con tôi nó mới là mẹ sao lại làm cái này. Tôi điên lên tôi bảo là
mai con ở nhà con làm nhá. Mẹ không có được rảnh đâu nhá, mẹ không phải là người giúp việc của con nhá. Thế nó mới bảo, mẹ ơi con nói vậy thôi, chứ con không có nói gì đâu, mẹ không có ý gì đâu mẹ ơi. Bảo ờ, thế thì được. Mẹ, đấy dằn mặt liền chứ bộ. Mai con ở nhà con làm nhá. Mai con ở nhà con làm nhá. Mẹ không phải làm... Ở mẹ không phải là người giúp việc đâu. Mẹ là mẹ của con. Em sợ tại vì mẹ thì tính mẹ rất là nóng tính á. Cái mình nói như thế, cái mẹ nói liền à. Mẹ nói liền, các em cũng sợ thế, mà con nói như vậy thôi chứ không có ý gì. Ý em muốn nói là cái này là khăn lau chén chứ không phải để lau bếp. À, tức là mẹ lấy cái khăn lau bếp lau chén, mà lấy khăn lau chén lau bếp. Khăn lau chén để lau bếp. À, dâu sợ hư khăn. Không, nó sợ sơ. Sợ dơ bếp hả? Sợ dơ chén. Chén. Cái khăn lau chén là để lau bếp. Thì cái khăn lau chén nó sạch, lau bếp nó dơ cái khăn. Đúng rồi. Thì cô dâu mà sợ là lấy cái khăn nó lại lau cái chén lại thì nó dơ cái chén. À, thì nói chung là tóm lại là sợ hư cái khăn. Tại sao chú muốn nghĩ sao cũng được. Tại vì lau nó là hư rồi, nếu mà không lấy lại lau chén lại cũng không được, nó thành ra hư cái khăn. Ai mà nói hư cái khăn, tôi nói dơ cái khăn thôi. Hư luôn, nói chung là hư luôn, lau bếp là hư luôn. Rồi còn chuyện gì nữa không? Thế thì không, đến lúc sau ấy thì là ở độ đầu năm cưới thì cuối năm thì là em cháu nó có bầu. Thế đến lúc ngày sinh ấy thì tôi ở ngoài, tôi đi chợ ở ngoài, tôi đang bán hàng ở ngoài thì em chồng ấy mới ra mới bảo mẹ ơi, chị Hậu đau bụng đẻ rồi. Thế tôi vội vội vàng vàng tôi cắm cổ tôi về, thì đến nhà ấy thì tôi chở bé đi vào bệnh viện. Vào bệnh viện thì đến lúc ấy là cháu nó vừa đau bụng sinh lại vừa ói, nó cứ ói hết cho tôi, thì tôi cứ ôm đấy em bé, tôi ôm đấy con dâu. Tức là con đây con cứ gắng cố gắng còn chịu đi, rồi xong là sắp sửa xong rồi, đến nó sinh xong cái thì bắt đầu tươi từ ở cái phòng này ra ấy, thì là tôi từ cái phòng sinh ấy thì tôi bế ra cái, bởi vì cách phải đến 3-4 phòng, tôi hẫm bé sang cái chỗ giường nằm ấy. Xong thôi thì lúc ấy chồng nó thì cứ đứng ở ngoài thôi, chồng nó đâu có biết gì, chồng nó cũng không biết lo, bởi vì còn trẻ quá mà cũng người đầu vợ là cũng còn ngây thơ lắm, cũng còn lấy vợ sớm mà. Thế nên mà là tôi bê sang cái là quanh đi quẩn lại là bé nó nằm đấy, là mẹ lo hết luôn, mẹ lo hết từ A đến Z. Trời ơi, tội nghiệp mẹ chồng quá vậy. Ủa nhưng mà lúc mà con cô lấy con dâu là bao nhiêu tuổi? Cháu nó 20. 20 lấy sớm quá. Bé nhỉ? Này 18. Hơn đấy. Dạ. 2 năm nữa là mệt. 7 là mệt. 18 lúc đó hai vợ chồng em quen lâu chưa mà cưới? Em cũng quen được 1 năm ạ. À. 1 năm tại đi học. Đi học rồi quen. Quen xong ra trường cưới luôn. Dạ. Không biết là hai vợ chồng mình á, cuộc sống nó có, thí dụ là khi mà trẻ quá thì cuộc sống nó có, không biết là có được suôn sẻ không chị, hay là mình phải thường là, em thấy là vợ chồng trẻ hay ghen hay này có ghen không? Không ghen. Ghen đừng có nói, ghen này chỉ có tôi ghen thôi. Bởi vì thằng con nhà tôi nó khờ lắm, nó không biết khen. Thế à, tôi cứ thấy con là tôi mới, con trai tôi đấy nó cứ đi làm, thế đi làm tối nó mới về. Dạ. Thế về thì tôi mới nói là đi với nhau, đi với nhau, hai mẹ con đi với nhau. Thì làm thường thường ấy thì ai thì cũng hỏi là chị có cô con gái trông dễ thương nhỉ. Tôi bảo vâng, con gái tôi thì bây giờ nó mải đi làm ăn lắm, bây giờ nó cũng lớn tuổi rồi mà chưa ế chồng, chưa có người xây dựng cả. Thế nên là tôi cũng đang lo. Thế là bà ấy mới nghĩ bảo là thôi được rồi, nhà tôi có mấy thằng con trai, có gì tôi xin chị nhá, nhà có mấy cái nhà. Bảo vâng, thế hôm nào chị có ấy đi với nhà tôi. Thế xong rồi đến lúc về thì mới sợ quá, về mới sợ mới nói mới Hậu bảo là con ơi con về đừng có nói với bố mày nhá, nói với bố mày nhớ cái câu chuyện này ra mà người ta xuống đây chết thì chết, thế thôi đừng có nói. Thế là xuống quay quanh đây quẩn lại là, thế là tôi lại nghĩ như vậy, thế thôi. Lại cuối cùng có ai qua không cô? Thì tôi lại bảo là phải nói với cái bà kia, bảo thôi chị ơi, nó là con dâu của tôi đấy chứ không phải con gái đâu, để tôi coi nó như con gái. Nên ra là tôi cứ chơi vậy thôi, chứ đóng lúc con làm ăn cũng kiếm khó, nó đang nghĩ là kiểu gà con gái kiếm ít tiền. Mẹ chồng cũng rắn mắt quá nhỉ. Nhưng mà không lẽ suốt 20 mấy năm á em chưa có ghen lần nào hết trơn à? Không, tại vì ông xã em hiền lắm.
Vâng, cứ chỉ có đi làm xong rồi về, đi làm rồi về thôi chứ không không có ghen gì cả. Nhưng mà có mẹ chồng mới là hay ghen thôi. Hay ghen của hay mẹ ghen. Lần nào mẹ với chồng dẫn em đi bắt ghen lần nào không? Không, có ghen ấy thì như này nè, cái hồi ấy, con dâu tôi với tôi ấy là một phe. Thế à, ông xã nhà tôi ấy thì là thường thường ấy thì ông nói thật ấy cũng đẹp trai lắm. Bởi vì tôi lấy ông ấy cũng từ 16, 17 tuổi trời đã ơi, lấy rồi. Thế nên là tôi chỉ mê là... ông ấy là đẹp trai quá mà tôi lấy mà mối tình đầu. Thế đâm ra là ông ấy thì nói chung đến mấy gái thị xã thì ai người ta cũng biết ông ấy. Tên tuổi, gọi nó là biệt danh là Xuân Tóc Đỏ. Ôi trời ơi. Thế, thế tôi mới thường thường ấy thì... Ông này thì có khi người ta thích ông nhiều hơn là mình thích. Lắm lúc anh với anh cứ tâm sự là anh nói thật với em chứ người ta thích anh nhiều hơn chứ anh ấy không có thích người ta, anh đứng đắn như cột điện đấy. Gái mà cứ ấy anh là không có được đâu. Thế có một hôm ấy thì tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ thì cứ quen một cái cô A. Thì tôi mới bảo Hậu ơi, mẹ bảo hôm nay bố mày đi Hà Nội, có gì thì con với mẹ đi dình xe hôm nay là bố mày điện về cho mẹ là 5 giờ chiều là về đến nhà mình rồi. Mẹ với con ấy ra đường Trần Đăng Ninh đón bố mày xem cái đoàn xe trước cửa các cô A kia. Nếu mà thấy là mẹ con mình làm một trận để te tua ra. Tức là rủ con dâu đi đánh ghen với ông xã. Không phải là... Đánh ghen với bố chồng. À bố chồng đấy. Ừ, bố chồng cô... ơi. Dạ sao nữa cô? À thế lại về thì không có thấy. Ông lại đi mẹ về đường khác rồi. Rồi ông không gặp được. Thế về cứ không có ông bảo bảo anh đi cái giờ nào mà ấy để hai mẹ con về đi như này mà không có thấy em đi ra em đón anh không có thấy gì cả. Trời ơi đi bận chết bà đi, công tác bận lắm chứ đâu có phải là ấy, kiểu mẹ con em cứ ở nhà nghĩ vớ nghĩ vẩn. Thế là thôi xong rồi lỡ hôn thì cứ mình thì mình lại nóng tính lại cứ nói con dâu bảo mẹ ơi chắc bố không có gì đâu. Mẹ ơi mẹ không có gì đâu bố ạ, bố nhầm thương mẹ lắm. À nhầm thôi đúng không? Nhầm thôi à. Thế. Hai mẹ con dễ thương quá nha. Thế được. Xong rồi có một phi vụ nữa. Đúng rồi, trời ơi. Đó, phi vụ ghen với con dâu. Bởi vì tôi thấy nó trẻ mà tôi đi với nó nhiều lắm. Thế ai cũng cứ quý quý nó. Thế tôi là tôi sợ nó còn trẻ nó lại đi với người khác. Bởi vì ba đứa con rồi. Thế bây giờ tôi nhớ nó đi người khác thì tôi lại rất sợ. Nó bỏ ba đứa con tôi thì chắc là tôi lại phải nuôi con, nuôi cháu. Thế tôi sợ vất vả. Mà tôi ở với nó từ bé rồi. Tôi cũng coi nó như là con gái rồi. Thế là đâu em bảo là có hôm mà đi tha, cháu nó đi, em nó đi tham gia về cái công tác xã hội của phường phố. Thế là hôm ấy cứ đi hoài, thế là tối hôm ấy về trễ. Thế đâu em bảo là giờ này sao con mới về? Con đi với anh nào mà bây giờ con mới về? Con biết như thế nào, con mê ai chưa? Thế bảo ấy lúc mà con mê ai? Mà con phải lòng ai chưa? Con bảo mấy mẹ này, mẹ nói cho con nghe, đừng có trách tao nhá. Bảo đừng có trách mẹ mày nhá, mẹ mày là dữ lắm, thằng chồng mày nó khù lần thế thôi, nhưng mà mẹ mày là rất dữ đấy. Thế bảo, nó bảo, xong lúc mấy con dâu nó mới lên, mẹ ơi, con ba đứa con rồi, con còn đi với ai nữa? Mẹ ơi, con còn đi với ai nữa? Con còn bỏ mẹ con đi với ai nữa? À, biết như thế là được. Mẹ cũng dằn mặt dữ lắm chứ. Chị, em không biết là ở nhà mẹ chị hay la gì á, có khi nào làm cho mình bị tổn thương, mình khóc không? Không, cái lúc mà chị đi về thì mẹ cũng, hôm đấy là chị cũng đi công tác xã hội thôi. Nhưng mà mình về trễ thì cái về cái tự nhiên mẹ la lên như thế thì mình cũng giật mình luôn. Cái tự nhiên mẹ nói, mẹ lại nói là mình đi với ai. Cái tự nhiên mình sốc lắm. Mẹ la ấm hết cả nhà lên, cái mình sốc, cái mình cũng khóc. Cái mình tự nhiên mình thấy, mình nghĩ, mình bảo là mình không có gì. Lấy chồng từ nhỏ tới giờ mình chỉ biết chồng con, lo cho chồng cho con thôi chứ không có hề nghĩ một cái chuyện gì ở ngoài. Cái tự nhiên về mẹ mình nói mình như thế, cái tự nhiên mình bị sốc, cái mình bực mình quá, mình cũng la lại, mình bảo tại sao mẹ lại nghĩ con như thế. Con sống với mẹ bao nhiêu năm rồi mà mẹ lại nghĩ con như thế được. Cái mình bực quá, mình đạp cái chân vô cửa ba phát luôn. Đạp cái chân chị á hả? À, đập vô cánh cửa luôn, đó, cửa phòng luôn. Dạ. Dạ. Có sao không chị? Cũng không cái sao, nhưng mà ở ý cái cửa có sao không á? Anh đưa nó đùa chứ em hỏi cái chân chị có sao không? À, cũng không sao, nhưng mà lúc đấy mình bực lắm, xong rồi cũng bức xúc lắm. Cái xong mình mới lên trên phòng mình nằm mình khóc. Khóc thì cái tối cái mẹ lại lên. Mẹ lên mẹ bảo thôi mẹ nói quá lời cho mẹ xin lỗi. Trời ơi dễ thương quá. Mẹ bảo thôi mẹ xin lỗi con.
mà cô nói sao, cô nói mẹ xin lỗi con không, hay là không mà mẹ xin lỗi con ở với mẹ mấy chục năm rồi mẹ bỏ nào được con mày có gì mẹ không phải cho mẹ xin lỗi chứ có nhiều bà mẹ chồng đó là không có nhẹ nhàng đâu, như là mẹ xin lỗi con này nữa. Mẹ xin lỗi con rồi nha. Không, đây không có nói đây, không phải đây, như vậy dạ. Đây là mẹ chồng ấy thì có cái tính là thôi cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại vì dằn mặt trước tính sau. Mình tính sau, chưa có nhưng mình phải đăn trước.